chúng tôi nói đến một cái vấn đề đang xảy ra. Nó không lúc đầu, nó bắt đầu tại Hoa Kỳ, nhưng bây giờ sự kiện nó đã vượt ra ngoài biên giới của Hoa Kỳ, nó lại trở thành một hiện tượng toàn cầu. Thưa quý vị, chúng tôi nói đến các cuộc biểu tình chống lại cái chết của ông George Floyd trở thành một cái biểu tượng chống kỳ thị chủng tộc và chống sự bạo hành của cảnh sát. Trong cuối tuần vừa qua, các cuộc biểu tình này đã lan rộng nhiều nơi khác trên thế giới. Và đó là chủ đề anh em chúng tôi sẽ xoáy vào ngày hôm nay. Xin chào anh Đỗ Dũng. Vâng, chào anh Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Thưa quý vị, trong cuối tuần qua, cái vụ mà George Floyd đã lan tràn khắp thế giới, nhiều nơi, và bắt đầu nó đi đến cái chỗ gọi là có thể nói là rất là mạnh mẽ. Không những người ta xuống đường biểu tình, không những người ta la những khẩu hiệu, mà người ta đập phá những cái tượng của những cái người mà người ta cho rằng có trách nhiệm trong cái chuyện mà kỳ thị chủng tộc. Trước đây những cái tượng này đã bị vẽ sơn, bị phá, nhưng mà bây giờ người ta kéo xuống luôn, người ta đập luôn. Đó là sự phẫn nộ của người dân. Mà chuyện này nó không có chỉ người gốc châu Phi làm, mà ngay cả cái người da trắng cũng làm luôn. Xin ban kỹ thuật cho coi cái video đầu tiên để coi chuyện gì xảy ra bên thành phố Bristol ngày hôm qua. Thành phố Bristol ở bên Anh. Thưa quý vị, chúng ta vừa thấy trên màn ảnh, anh Tino cho xem, mọi người xem lại, người ta không kịp thấy. Một bức tượng đã bị kéo xuống. Bức tượng này là bức tượng gì và ở đâu? Thưa quý vị, thứ nhất, đây là dân chúng ở thành phố Bristol, một thành phố cảng của nước Anh, nằm ở miền Tây nước Anh. Và họ kéo bức tượng này xuống. Và bức tượng này là một cái bức tượng, tại sao họ kéo xuống? Thưa quý vị, đây là bức tượng của ông Edward Colston ở thành phố. Ông này ngày trước là một người buôn nô lệ và ông là người gốc ở thành phố này. Ông là một người buôn ở tại công ty Hoàng gia Châu Phi. Và công ty này là công ty buôn bán nô lệ hồi thế kỷ thứ 17. Và theo những sự ước tính cho biết là ông này đã di chuyển khoảng chừng 84.000 người Châu Phi làm nô lệ từ năm bao gồm cả đàn ông lẫn đàn bà. Nhưng mà tại sao ông được dựng tượng? Thì theo một số các thông tin thì biết ông là người buôn nô lệ, nhưng mà ông lại là người hào phóng với thành phố. Nhưng mà với các người trẻ mà đang dùng cái chuyện mà lật tượng của ông này, thì họ muốn nói đến một cái biểu hiện của một tàn tích của lịch sử nhân loại. Đó là cái chuyện buôn nô lệ là một cái hành động mà bây giờ chúng ta không thể nào chấp nhận được. Và những người trẻ sau khi họ giật sập bức tượng của ông xuống, bây giờ họ lại quẳng cái tượng của ông xuống dưới sông. Đó là những gì xảy ra ở tại thành phố Bristol, thưa anh Dũng. Sông gọi là River Avon ở Bristol. Cái này nó một lần nữa cho thấy, thưa quý vị, tôi vẫn nói hoài mà có nhiều vị vẫn không tin và lên án tôi phải nói lại. Tính và tiền, tôi thấy không? Ông này đã làm những cái việc mà người ta cho rằng là phi nhân, vô nhân đạo, buôn bán nô lệ. Nhưng vì ông có tiền nên ông được đúc tượng. Cứ thế con người ta nó loạn. Có những người giết người, những kẻ giết người mà được dựng tượng. Cái này làm tôi nhớ anh Long. Trước ở đại trường đại học UC Berkeley có cái ông Cole, ông nói ngày xưa là giám đốc CIA thời chiến tranh Việt Nam, bị tố cáo là bí mật giết một số người. Nhưng mà sau này khi mà ông tặng tiền cho cái trường đại học UC Berkeley á, nó cũng cho cái building có tên ông. Người ta biểu tình quá trời luôn. Còn tại building thì không đập phá thì cái tượng cho kéo xuống này. Thì quý vị thấy hầu hết các cái tượng trên thế giới là tên các building, nó tên mang tên người, phải coi cái lý lịch của những người đó nha. Coi chừng cái chuyện đó.